Thưa quý vị, do đầu ra nông sản không ổn định, anh Hồ Thanh Nam, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn đã đem trái mãng cầu xiêm chế biến thành trà. Tuy là sản phẩm mới nhưng được người tiêu dùng ưa thích, hiện cơ sở đã xây dựng dùng nguyên liệu tăng về số lượng và chất lượng sản phẩm, cùng nông dân liên kết tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và yên tâm canh tác. Sản phẩm trà mãng cầu Thanh Nam đã được tỉnh xét công nhận là sản phẩm OCOP tỉnh An Giang năm 2020. Đây là vườn mãng cầu xiêm trên 7 năm tuổi của anh Hồ Thanh Nam. Mô hình này được chuyển đổi từ diện tích đất lúa kém hiệu quả. Anh Nam cho biết khi thị trường trái mãng cầu không mang đến hiệu quả kinh tế cao, anh đã mạnh dạn chuyển hướng phát triển sang loại hình mới là trà mãng cầu và được địa phương tạo điều kiện trong quá trình thực hiện khởi nghiệp, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm. Thì trong quá trình đó nó đi cũng tìm hiểu và nghiên cứu thì thử là về làm cái loại trà mãng cầu. Thì lúc đó là mới cho là anh em này nọ với bạn bè quen biết với làm việc chung người ban ngành ta cũng uống thử, đầu ta thấy ngon. Tại vì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là mấy anh chị hướng dẫn cho mình cái cách theo cái quy trình để đạt được cái chứng nhận cấp. Thì mấy anh chị cũng tạo điều kiện để cho mình làm được cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để cho cái sản phẩm mình được ra thị trường và nhân rộng hơn nữa. Để chất lượng trái mãng cầu thơm ngon, hạn chế côn trùng gây hại, anh Nam bao trái từ khi còn non đến lúc thu hoạch. Đến nay, anh Nam đã liên kết bao tiêu sản phẩm trái mãng cầu cho nhiều nông dân ở các xã Vĩnh Trạch, Bình Thành, Thoại Giang, Vọng Đông, Vọng Thê, Đình Mỹ của huyện Thoại Sơn với diện tích khoảng 30 hectare. Được sự hỗ trợ và khuyến khích của địa phương cuối năm 2019, anh Nam quyết định thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trà mãng cầu Thanh Nam. Sản phẩm được đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, cấp mã vạch truy xuất nguồn gốc. Cái chất lượng của sản phẩm đồng đều mà hương vị. Thứ hai nữa là về cái mẫu mã bao bì đạt chuẩn, giống như là cái công dụng như là mình được phép để ghi trên cái mẫu mã bao bì đạt chuẩn để mình yên tâm hơn, để mình bán vô, mình gửi vô các hệ thống siêu thị có nhiều khách hàng biết đến hơn và rộng hơn. Thì hiện tại bây giờ là cái số lượng em ngày càng tăng dần, thì trung bình hàng hiện giờ là em vẫn dao động từ 100 đến 150 kg trà thành phẩm trên một tháng, mà nó đang có cái xu hướng là đi đang phát triển lên. Thì trong lúc đầu thì em chỉ làm cho cái vùng nhà của em thôi là 1,72 mãng cầu, thì hiện tại bây giờ em cũng thành lập cái tổ hợp tác.